TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với livestream của TV256 ha. Quý anh chị em vui lòng đợi một chút xíu nữa nha. Chắc cũng đôi ba phút nữa thôi. Cỡ khoảng theo TV nghĩ có khoảng 10 người thôi. Đúng 10 người là TV sẽ bắt đầu với cuộc nói chuyện nha. Dạ chào anh Nguyễn Thanh Tịnh. Dạ chào cô Phương Nam Phương nha. Dạ chào anh Trần Nhật Phong, cảm ơn anh đã đến với livestream của TV256 nha. Chào nước non ngàn dặm Việt Nam, chào Nathan Quỳnh. Dạ chào anh Quỳnh Anh Tuấn. Anh Quỳnh Anh Tuấn khỏe chưa thưa anh? Dạ cách đây cỡ khoảng 2 ngày thì TV256 đó có vào trong trang nhà của chị Bùi Thị Minh Hằng và TV256 cũng nghe được cái đoạn mà video clip của chị Bùi Thị Minh Hằng. Thì nói thiệt là hồi nào tới giờ đó, cả bao nhiêu năm nay TV rất là quý mến chị Bùi Thị Minh Hằng, phải nói như vậy. Và đến ngày hôm nay TV cũng vẫn quý mến chị Bùi Thị Minh Hằng, gần như nó cũng không có gì thay đổi hết á. TV vẫn quý mến, thương yêu chị. Nhưng mà có điều là khi mà những lời phát biểu của chị và những cái hàng chữ mà trên cái trang nhà của chị thì chị nói rõ rằng là chị đấu tranh, gọi là không có vì cái màu cờ sắc áo, mà chị muốn đấu tranh cho một cái nền tự do, dân chủ cho đất nước thôi. Thành ra chị không phải là đấu tranh cho một cái lá cờ. Và chị nói rằng khi mà chị đã đạt được cái thành quả gọi là dân chủ cho đất nước thì lúc đó chị sẽ nhờ quốc hội chọn ra một cái lá cờ. Chọn ra một cái lá cờ là đúng nghĩa. Là khi có dân chủ rồi đó thì lúc đó mới nhờ quốc hội chọn ra cái lá cờ. Là khi nào thành công. Và chị cho rằng chị cũng không có phản bác những cái người mà xem cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ tổ quốc. Nhưng mà chị công nhận rằng cái lá cờ đỏ sao vàng chính là cái lá cờ tổ quốc của chị. Dù rằng chị biết đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, chỉ có nói điều đó. Tại vì đó, chỉ nói là khi mà chỉ nghe những cái buổi mà Olympic mà có thể Việt Nam chiến thắng được, đoạt được một cái huy chương vàng như vậy, thì chị thấy rất là hãnh diện với cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến. Đến giờ hôm nay á, thì theo TV256 nhận thấy á, thì gần như là đồng bào chúng ta ở trong nước đều hiểu rõ rằng là lá cờ đỏ sao vàng chính là cái lá cờ phát nguồn từ cái tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933 tại thủ phủ Phúc Châu.
Nếu quý anh chị em ở trong nước á, thì nếu mà có xem trên cái đài truyền hình mà VTV One á, thì nếu quý anh chị em để ý đến cái bộ phim mà Trường Chinh 24 tập của đạo diễn Viên Thao, đạo diễn Viên Thao đúng rồi, do tài tử là Đoàn Quốc Cường đóng cái vai Mao Trạch Đông, thì cái bộ phim đó, đó nó được chiếu ở trong trong cái đất nước Việt Nam, và quý chị em sẽ thấy tất cả những cái lá cờ đỏ sao vàng nó y hệt như là cái cờ mà Hồ Chí Minh đã đem về nước năm 1945. Nó không có phải là Bùi Quang Xô hoặc là vẽ ra lá cờ, nó đưa ra những cái người danh sách mà đến giờ này không có ai công nhận là những người mà đó là vẽ ra lá cờ, mà lá cờ đó đến từ Hồ Chí Minh. Khi xưa cái lá cờ mà chúng ta thấy cờ đỏ sao vàng đó, thì ở trong đó đó, cái trong cái ngôi sao đó nó có cái hình búa liềm nữa thôi, nó hơi khác tí xíu thôi. Mà sau này Hồ Chí Minh lấy thì bỏ cái búa liềm ra khỏi cái ngôi sao thôi. Và cờ đỏ sao vàng nhá, chứ TV không có nói là cờ đỏ sao trắng nè. Quý anh chị em nhiều khi không biết lấy từ cái tài liệu đâu cho rằng là cái thời đó năm 1945, thời mà 1933 mà ở Phúc Châu đó, Phúc Châu là thủ đô của Phúc Kiến, là hô là đó là cờ đỏ sao trắng. Cái đó là sai, không có đâu. Tất cả những hình ảnh đều là cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến đó. Và mọi người đều biết như vậy. Cái sự thật này đó là cá nhân TV đã biết từ 2005 rồi. Tại vì có cái trang nhà mà nó gọi là World Statement đó, thì nó lưu trữ tất cả những cái lá cờ trên thế giới. Thì từng cờ có một số anh em, một hai anh em khám phá ra được cái điều đó, khám phá ra cái điều mà nó ghi chú rất là rõ ràng là ở ngay chỗ Phúc Châu có cái lá cờ đó vào năm 1933, và có cái ông thị trưởng của Phúc Châu tên là gì nữa để mà nói chuyện về cái lá cờ đó nữa. Thì lúc đó đó TV256 mới viết một cái bài rồi là tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái bài đó nó vẫn còn tới bây giờ, TV vẫn còn giữ cái bài đó, bài viết như vậy, đó là tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái lá mà cờ mà của tàu mà mình đem về mình làm cờ nước thì đó là một cái tử huyệt. Nếu mà người ta biết được sự thật đó, thì sẽ là nhiều người chối bỏ cái lá cờ đó, không có thể nào mà chấp nhận một cái lá cờ tàu mà mình tôn sùng thành là một cái lá cờ tổ quốc được, không bao giờ. Bây giờ giặc tàu nó đang xâm lấn cái đất nước của mình, nó chiếm Hoàng Sa, nó chiếm Trường Sa, nó đánh đảo Gạc Ma, nó giết biết bao nhiêu anh em chiến sĩ của mình, rồi nó đánh là Hoàng Sa, nó giết rồi là 74 chiến sĩ của mình, rồi 64 ở đảo Gạc Ma nữa. Rồi bây giờ chúng ta muốn chống thằng tàu, chẳng lẽ chúng ta dùng cái lá cờ của tàu để chống tàu? Cái chuyện đó rất là vô lý, nó đau thương cho cả dân tộc mình như vậy. Mà khi xưa mình không biết điều đó, đến giờ phút này đến 2005 mình mới biết rằng là cái lá cờ đó nó từ là
Trịnh Phúc Kiến mà ra đi. Và có những cái bằng chứng là cái bộ phim Trường Chinh 24 tập nó đầy hình ảnh cái lá cờ đỏ sao vàng trong đó. Quý anh chị em nên nhớ đó, nó có những cái sự thật lịch sử mà chúng ta cần phải đưa ra trước trước công cộng. Chúng ta nhớ tới cái trận đánh mà Điện Biên Phủ không? Sau 1979, sau cái cuộc mà Trung Cộng đòi dạy cho Việt Nam một bài học, thì chúng ta biết được những cái bí mật nha. Nó xảy ra là trận Điện Biên Phủ không phải là Võ Nguyên Giáp gọi là thắng lãnh để mà làm một cuộc chiến thắng mà đánh Pháp. Nhưng cái trận Điện Biên Phủ đó lại để ba cái vị tướng Tàu, ba cái vị tướng Tàu là Trần Canh, Vi Quốc Thanh và Vi Quốc Thanh và Lã gì đó, Trần Canh, Vi Quốc Thanh, tự nhiên quên xin lỗi quý chị em, nhớ là cái ổng là cái họ Lã mà quên rồi. Rồi đại khái là có ba người tướng Tàu mới chiến thắng Pháp trận Điện Biên Phủ. Sau cái vụ đó đó thì mình suy nghĩ thêm, TV 256 suy nghĩ thêm là tại sao chúng ta có gọi là chính phủ lâm thời được thành lập tại nó gọi là cây đa tân trào. Tại sao có chính phủ như vậy? Dạ chào bạn David Võ. Tại sao có chính phủ như vậy? Mình muốn thành lập một cái chính phủ đâu phải dễ đâu. Nào là phải tiền bạc, rồi súng ống, rồi nhân lực, rồi trả lương cho tất cả mọi người nữa trong thành phần trong chính phủ. Nếu mà nó dễ thì người ta phải thành lập lâu rồi. Nhưng mà nó dễ, rất là dễ nếu mà mình có tiền bạc, súng ống và nhân sự. Tất cả là thằng Tàu hết. Nếu mà mình suy nghĩ đi, mình sẽ thấy tất cả là do thằng Tàu. Do cái thằng giặc Tàu đó, nó có súng ống, nó có tiền bạc, nó có nhân sự, nó thành lập lên một cái chính phủ lâm thời ở cây đa tân trào, để sau này về sau nó cướp lấy cái chính quyền vào năm 1945, cái mà gọi là cách mạng mùa thu. Hồ Chí Minh đã chết rồi. Nếu mà quý anh chị em dở ra cái trang 79 của tác giả là Hoàng Dân Chí, trang 79 nó nói là Hồ Chí Minh đã chết. Và tờ báo đăng lên cái tin chết đó, đó là tờ Daily Worker ở bên Anh. Quý anh chị em đọc trang 79 đó đi. Nhà TV có cái quyển sách đó hiện tại bây giờ. Và chết vì bệnh lao. Mà TV256 đã đọc qua rất là nhiều tài liệu về ổng bị mắc bệnh lao, ít nhất là cũng bốn cái tài liệu như vậy. Mà quý anh chị em biết đó, khi mà con người mà bị bệnh lao đó là trong một cái bốn cái bệnh mà nan y. Thời đó chưa có thuốc là streptomycin để mà chữa trị cái bệnh nan y như vậy, thì bắt buộc Hồ Chí Minh cũng phải chết thôi. Lúc đó lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc cũng phải chết vì bệnh lao thôi. Rồi bây giờ TV hỏi quý anh chị em, Hồ Chí Minh ở đâu? Nguyễn Ái Quốc ở đâu, làm cái gì?
làm cái gì, hoạt động chính trị ra sao, ở đâu, từ cái giai đoạn 1933 cho đến 1941. Tự nhiên xuất hiện một cái Hồ Chí Minh ở hang Pháp Bó vào năm 1941, rồi thành lập chính phủ là lâm thời 44 năm 43 44 gì ở cây đa Tân Trào đó, rồi để sau này cướp chính quyền vào năm 1945. Cướp chính quyền xong rồi tuyên bố là Việt Nam độc lập vào ngày 24 tháng 9, và trương lá cái cờ đỏ sao vàng lên coi như là một cái lá cờ nước, cái lá cờ tổ quốc. Cái đó là lịch sử, cái đó là sự thật. Thành ra đó, Tuyên Ngôn 256 nó gây ra cho Tuyên Ngôn 256 nhiều cái sự suy nghĩ, và nó có lớp, có làng hết đó, chứ không phải tự nhiên nó xảy ra. Thành ra Hồ Chí Minh rất là ác độc với dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh khi xưa đó thì có thể là thiếu phước tất, có thể một mét năm mấy vậy đó. Nhưng mà Nguyễn Ái Quốc khi xưa, còn Hồ Chí Minh bây giờ là cỡ khoảng 1m68, cao lớn hơn. Và nó đầy đủ bằng chứng để cho thấy đây là một Hồ Chí Minh chào Nguyễn Mạnh Hùng. Nguyễn Mạnh Hùng biết TV 26 vào thoát hả? Chào nước mắt cơ hương. Thành ra cho TV đặt một cái câu hỏi này, quý anh chị em sẽ gần như là, quý anh chị em mà binh vực cho Hồ Chí Minh á, thì có lẽ quý anh chị em không bao giờ trả lời được. Quý anh chị em nghĩ là Hồ Chí Minh mà còn sống á, không bao giờ trả lời được. TV chỉ đặt một cái câu hỏi rằng là Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930, rồi đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam sau này, cũng vào khoảng thời gian đó thôi. Thì bây giờ tôi đi đặt câu hỏi rằng Hồ Chí Minh đã từng giữ cái trách nhiệm gì từ năm 1933 đến năm 1941, 8 năm trời. 8 năm trời như vậy đó, thử hỏi Hồ Chí Minh đang giữ cái trách nhiệm gì, đang giữ cái trách nhiệm gì, chức vụ gì ở trong cái Đảng Cộng sản. Ông không có chức vụ gì đâu, ông gần như là ông mất tích rồi, Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi, thành ra ông không có giữ cái nhiệm vụ gì hết. Ngoài ra chúng ta thấy những cái nhiệm vụ giống như là Tổng Bí thư Đảng Lê Hồng Phong, ông Trần Phú, Hồ Chí Minh đâu có làm những chuyện đó, đâu có là chuyện diễn một cách trách vụ Tổng Bí thư gì đâu. Đến sau này đó, năm 1945, khi mà cướp được chính quyền, Hồ Chí Minh mới trở thành một người chủ tịch nước và luôn kiêm luôn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Đến lúc đó Hồ Chí Minh mới giữ cái trách vụ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Còn trong suốt 8 năm như vậy, ông không có làm gì, ông nằm ở dưới lòng đất rồi, ông chết vì bệnh lao rồi, không có ai thoát được bệnh lao, bệnh lao phổi thời đó. Đó là cái sự thật lịch sử, quý anh chị em phải để ý điều đó. Trong khi đó đó, quý chị em phải hiểu về cái một phần cái lịch sử là trong lúc năm 1945 đó,
Nhật Bản bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả ở Hiroshima và Nagasaki, hai cái thành phố lớn như vậy đều bị tàn phá, thì Nhật Bản phải đầu hàng Mỹ. Mà trong khi đó, quân Nhật đó đã tước khí giới của người Pháp ở tại Việt Nam, coi như toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam đã vào tay của quân Nhật, toàn bộ chính quyền đã vào tay của người Nhật. Và bây giờ người Nhật đầu hàng, khi mà người Nhật đầu hàng, người Nhật phải bị buộc phải trả tự do cho, phải trả độc lập cho cái đất nước Việt Nam. Rồi khi người Nhật đầu hàng, người Nhật trả cái độc lập cho Việt Nam qua Du Bảo Đại. Du Bảo Đại mời chính phủ Trần Trọng Kim để mà điều hành cái đất nước. Thì vào năm 1945, chúng ta đã thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bay trên thành phố Hà Nội rồi. Qua những cái tài liệu cũ mà chúng ta thấy được cái lá cờ đó, và sau này thì Hồ Chí Minh mới cướp cái chính quyền từ tay của Trần Trọng Kim. Rồi chúng ta nghiệm được cái sự đau đớn là Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 1946. Quý anh chị em học về lịch sử, quý anh chị em có lẽ là hiểu được cái lịch sử ở chỗ đó, là Hồ Chí Minh mời Pháp lại, mời Pháp lại ban giao chính quyền cho Pháp. Ban giao cả miền Nam cho Pháp. Hồ Chí Minh chỉ giữ một phần miền Bắc thôi. Lý do tại sao vậy? Tại vì cái thời đó đó, nó rất nhiều cái phong trào kháng chiến chống Pháp. Thành ra Hồ Chí Minh, TV nói những điểm này là rất là độc ác, tiêu diệt tất cả những đảng phái quốc gia. Hồ Chí Minh nhờ cái tên mà Võ Nguyên Giáp á, tiêu diệt hết tất cả các đảng phái quốc gia thời đó. Tại vì bây giờ ký hiệp ước sơ bộ với Pháp rồi, rảnh tay rồi, không cần phải chống Pháp nữa. Thành ra rảnh tay rồi mới tiêu diệt hết tất cả những cái tổ chức quốc gia. Việt Nam Quốc dân đảng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, rồi Đại Việt Quốc dân đảng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, rồi Dân Xã Đảng cũng bị tiêu diệt nữa. Dân Xã Đảng là đảng mà được thành lập bởi cái giáo phái mà Phật giáo Hòa Hảo. Đó là tội ác đó. Nếu mà Hồ Chí Minh là một người Việt Nam sẽ không bao giờ làm chuyện đó, không bao giờ mà ký cái hiệp định sơ bộ để mà tiêu diệt người quốc gia như vậy. Chỉ vì Hồ Chí Minh là một nhân vật người Tàu, người Tàu không có thương yêu gì đất nước Việt Nam mình hết đó. Người Tàu tiêu diệt tất cả những cái thành phần ưu tú của đất nước Việt Nam mình, đó là những chiến sĩ đấu tranh chống Pháp đều bị tiêu diệt dưới bàn tay của Hồ Chí Minh. Và sau này đó, nhờ tụi Tàu nó chiếm cái, nó đánh thắng thì trận Điện Biên Phủ. Mà khi thắng điện trận Điện Biên Phủ xong là Hồ Chí Minh là tiêu diệt tất cả những thành phần ưu tú của đất nước Việt Nam chúng ta, qua cái công cuộc gọi là phong trào cải cách ruộng đất. Quý anh chị em thấy kinh hoàng không? Cái phong trào cải cách ruộng đất nó kinh hoàng ghê lắm. Cái phong trào mà
nghe được mục sĩ mà Nguyễn Chí Thiện mà kể lại đó, thì mấy anh chị em tưởng tượng với một cái chủ trương tàn nhẫn vô cùng luôn, chủ trương là thà là giết lầm 10 người còn hơn là tha lầm một người. Nó kinh hoàng như vậy, thà là giết lầm 10 người còn hơn tha lầm một người. Đó là nạn nhân của cải cách ruộng đất là thi sĩ mà Nguyễn Chí Thiện đã kể lên những cái lời như vậy. Và thi sĩ nói đến một cái chủ trương thứ hai tàn độc hơn, chủ trương thứ hai tàn độc hơn, đó là trí phú địa hào đào tận gốc chóc tận rệt rễ. Và chào anh Nghe Lưỡi nha. Trí phú phú địa hào đào tận gốc chóc tận rễ, tất cả những thành phần trí thức của Việt Nam đều bị tiêu diệt bởi Hồ Chí Minh. Nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam, mình đâu có thể nào mình tiêu diệt những thành phần trí thức của người Việt Nam được, quý anh chị em. Nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam, tại sao lại tiêu diệt những cái thành phần trí thức rồi giàu có như vậy, rồi địa chủ như vậy? Trí thức, phú là giàu có, địa chủ, rồi hào là cường hào ác bá, đó là những người mà có thế lực ở nông thôn, tất cả đều bị tiêu diệt hết. Mà tất cả những cái thành phần đó là thành phần ưu tú của dân tộc Việt Nam mình. Và để sau này quý anh chị em thấy rằng là sau năm 75 lại làm một cuộc tàn sát kinh hoàng nữa. 200.000 người quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong những trại tù cộng sản như vậy. Quốc tế thì nói 165.000 người thôi, nhưng mà TV kiếm ra từ cái tài liệu của một cái ông đại tá rồi là quân đội nhân dân, với những cái sổ sách như vậy là 200.000 người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị chết trong những cái trại tập trung như vậy. Chết vì đói rét, chết vì bệnh tật, chết vì đủ thứ chuyện hết đó, chết vì bị bắn sau lưng đó. Nó tàn nhẫn như vậy đó. Nó có những cái trường hợp mà nó độc ác vô cùng luôn. Sẵn đây tôi đi kể sơ cho quý anh chị em nghe. Nhà của tôi đó thì nó đối diện với sân golf Mỹ đó ở Phú Nhuận. Mà khi vào ngày tháng 4 1975 thì TV nhớ lại những cái cảnh kinh hoàng. Cảnh kinh hoàng là một cái đoàn người từ tổng bưu điện Cộng Hòa nó đi dài xuống mà đường Võ Duy Huy Phú Nhuận đó. Võ Duy Huy Phú Nhuận sau này nó gọi là Nguyễn Kiệm đó. TV nhớ là như vậy. Tất cả những thương binh Việt Nam Cộng Hòa lồi ruột ra rồi mang cái bình nước biển, những cái bịch máu, người thì đầy máu me hết, tất cả đều bị đuổi ra khỏi tổng liên viên Cộng Hòa. Và họ đi dài, họ đi dài rồi họ cổng nhau, họ che chở với nhau. Cái tội ác như vậy, tội ác của Cộng sản kinh hoàng. Tại vì đó, Hồ Chí Minh đó không phải là người Việt Nam. Nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam, Hồ Chí Minh đâu có khùng nữa sao mà chia đất nước mình ra làm hai như vậy. Hồ Chí Minh đã chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đuổi Pháp ra thì phải ký với Pháp rồi. Hẹn ngoài Pháp rút quân toàn bộ ra khỏi Việt Nam đó.
đâu có lý do gì mà chia hai đất nước. Cái lý do Hồ Chí Minh muốn chia hai đất nước là để cho đất nước Việt Nam chúng ta yếu đi, để mà cái tên Cộng sản Tàu nữa nó sẽ thôn tính về sau. Nó sẽ thôn tính về sau chứ. Hồ Chí Minh cũng đâu có khùng đâu mà kêu Phạm Văn Đồng phải ký giao Hoàng Sa, Trường Sa cho Tàu, để ngày nay nó xảy ra những chuyện mà rắc rối như vậy. Tất cả là hoạt động của một người Tàu thôi. Một quý anh chị em thấy đau khổ là qua bao nhiêu lần đổi tiền rồi, chỉ có một cái đồng tiền Hồ Chí Minh, một cái đồng tiền Hồ Chí Minh như thế phủ nhận tất cả những công lao đóng góp của tất cả những tiền nhân anh hùng của mình. Tiền nhân anh hùng của mình đúng gần 5.000 năm lịch sử. Từ Hai Bà Trưng rồi Lý Công Nguyễn rồi Quang Trung rồi Lê Lai, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, biết bao nhiêu anh hùng lịch sử của mình. Chứ đâu phải là chỉ có một cái Hồ Chí Minh, mà đồng tiền chỉ có một mình Hồ Chí Minh như vậy. Dù xa bao nhiêu lần đổi tiền cũng là Hồ Chí Minh. Đó là vô tổ quốc. Nó không còn coi tổ quốc ra là cái gì nữa. Cái đó là chà đạp vào tổ quốc, chà đạp lịch sử. Thành ra đó, hôm nay tôi nói đó là một phần để cho quý anh chị em nghe, một phần muốn cho chị Bùi Thị Minh Hằng hiểu rõ về cái lịch sử của dân ta mà nó bị che giấu trong cái thời đại Hồ Chí Minh. Nó đau thương là nó bắt dân tộc, cả dân tộc mình phải kêu gọi bằng bác, Bác Hồ. Nói cái chữ mà Bác Hồ đó mình cũng chứng tỏ Hồ Chí Minh là một tên Tàu. Nếu mà Hồ Chí Minh là một người Việt Nam á, thì Hồ Chí Minh sẽ nói rằng là dân tộc Hồ Việt Nam này sẽ gọi mình là Bác Minh, chứ không phải Bác Hồ. Bác Hồ đó là cái do cái dân phạm của người Tàu mới dùng cái họ thôi. Trong Nam, ở Việt Nam mình không có dùng họ đâu. Nhiều khi mà mình lỡ mà mình dùng cái họ của người ta đó là người ta coi là người lớn, người ta có thể coi mình là hỗn đó. Nói cái điều đó không là mình cũng đã thấy rồi. Và biết cho em nên nhớ một cái tội ác kinh hoàng đó là Hồ Chí Minh lấy cái bút hiệu là CB. CB là biết cho em hiểu là của bác chứ. Bút hiệu là CB là của bác. Rồi Hồ Chí Minh viết một cái bài gọi là nằm ở trên trang nhất tờ báo đó. Địa chủ ác ghê. Viết cái bài địa chủ ác ghê mà nếu mà quý anh chị em nó vào Google đi, search ra cái bài địa chủ ác ghê, địa chủ ác ghê rồi đọc thử xem, tất cả là chỉ là những lời vu khống bà Nguyễn Thị Năm, vu khống bà Nguyễn Thị Năm giết có hết 226 người, mà không có lấy một cái bằng chứng. Tôi như chưa từng đọc một cái bài báo mà nó thô bỉ như vậy. Nó rất là thô bỉ. Nó là cái dân phong của một cái tên Tàu. Người Việt Nam mình không bao giờ có thể mà viết một cái bài văn, một bài trên báo như vậy mà để mà trước mặt quần chúng như vậy, đăng trên báo trong nước như vậy.
một tại vì Hồ Chí Minh mang cái chức lớn quá, thành ra đâu có ai dám sửa lại, đâu có ai dám sửa lại cái bài đó. Một cái bài viết rất là thô bỉ, anh chị em mà đọc qua rồi đó, không có thể là mắc cười nữa thôi. Tại vì viết giống như là viết chơi chứ không phải là viết thiệt. Viết để mà thích án bà Nguyễn Thị Năm thôi. Tại vì những cái tên mà cố vấn Trung Cộng đó, nó là cái lệnh từ Mao Trạch Đông, nhưng mà nó qua những cái tên mà cố vấn Trung Cộng giống như là Trần Căng rồi Lã Quý Ba. Tôi nhớ rồi, hồi nãy tôi quên cái tên mà Trung Cộng, tên tà đó, Lã Quý Ba, Trần Căng, Lã Quý Ba, Duy Quốc Thành, ba cái tên đó. Ba cái tên đó, trong một trong ba tên đó đưa cái chỉ thị cho Hồ Chí Minh là phải thực hiện cuộc cải cách ruộng đất mà phải tàn sát 5% dân số như vậy. Đó là chỉ thị từ Mao Trạch Đông. Mà tàn sát 5% dân số, mà 5% đó là những thành phần ưu tú của Việt Nam mình. Thành phần ưu tú, thành ra mới chi phú địa hào, đào tận gốc và chóc tận rễ luôn. Là giết cả thành phần mà con cái, hay là thành phần là giết tàn sạch hết. Theo cái tờ mà Kinh Tế Đảng đó, thì nó chỉ nói cái con số là 172.008 người thôi, nhưng mà TV hoàn toàn không có tin sự thật. TV tin ở cái con số 5% dân số mà mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã từng nói. Mục sĩ Nguyễn Chí Thiện tin tưởng rằng 500.000 người bị giết chết trong cải cách ruộng đất, đúng 5% dân số như vậy. Mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nói, mục sĩ Nguyễn Chí Thiện nói rằng tất cả những người bị bắt vô trong tù thì nó mới kiểm soát được là 172.000 người, rồi bị xử tử ở trong tù, sau đó xử tử thì nó mới biết được là con số 172.000 người. Còn cái con số mà nó giam ở trong nhà đó, nó giam địa chỉ chủ ở trong nhà, rồi nó bỏ tất cả gia đình của người ta chết đói, rồi nó đánh đập, nó đấu tố những thứ đó cho đến chết rồi. Thì cái con số nếu mà cộng lại hết tất cả những mà giam giữ ở trong nhà đó, là con số lên đến cả 500.000 người. Đó là mục sĩ Nguyễn Chí Thiện gọi là nói cho chúng ta biết những điều đó. Tại vì giết cái chủ trương khát máu mà giết lầm gọi là 10 người còn hơn là bỏ sót một người. Thì thử hỏi làm sao mà không có 500.000 người chết. Mà sau khi 500.000 người chết đó, cái bọn mà nó đấu tố đó, nó gây ra nó đấu tố với nhau, thằng nào cũng giành sống hết. Mà đấu tố, quý anh chị em biết cái nghĩa của đấu tố đó là hoàn toàn hai tội, chứ không phải rằng là có bằng chứng để mà kết tội. Đấu tố là hai tội ra nhau thôi. Thành ra chính những cái tên mà nó đấu tố đó, nó đấu tố lẫn nhau luôn. Đến cái mức mà 5% dân số rồi, tụi nó giết lẫn nhau luôn. Thằng này đấu tố thằng kia để giành cái mạng sống. Bởi vì cái đất nước nó đau thương như vậy, cái xã hội nó xuống tột cùng luôn. Không có ai mà thể nào mà vợ chồng đấu tố nhau, rồi cha con đấu tố nhau, rồi anh chị em là giết lẫn nhau. Rồi xong rồi đó, khi mà cán bộ đấu tố lẫn nhau quá nhiều, Hồ Chí Minh mới nhận lỗi. Hồ Chí Minh nói là Hồ Chí Minh không có biết đâu. Hồ Chí Minh mới nói là bây giờ cái lỗi này là do đồng chí Trường Chinh. Nhưng mà rốt cuộc Trường Chinh sau này làm chủ tịch nước đó. Dễ hết. Rồi chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Trước cái quốc hội, Hồ Chí Minh chỉ cần lau nước mắt thôi.
Đó là những hình ảnh chúng ta thấy ở trên Internet, chúng ta còn thấy những hình ảnh đó. Nhưng mà sau này đó, quý anh chị em coi lại cái cuốn mà Đèn Cù của Trần Vĩnh đi, Trần Vĩnh đó. Cuốn Đèn Cù của Trần Vĩnh đó, chứ quý anh chị em mới thấy kinh hoàng. Tại vì ông Trần Vĩnh đó là thư ký riêng của Hồ Chí Minh. Khi mà ông làm thư ký riêng, ông biết tất cả những cái điều bí mật như vậy. Và ông kể lại khi mà tụi Tàu, tụi cố vấn Tàu nó đưa ra 5% dân số rồi đó, thì Hồ Chí Minh nói bây giờ người nào phải chịu xử đầu tiên đây, đầu tiên cho cái cuộc cải cách ruộng bán đất đấy. Và cái cố vấn Tàu đó, nó đề nghị là phải xử bà Nguyễn Thị Đấm, tại vì bà này là bà ái quốc, bà này là bà yêu nước rất là nhiều, bà là thành phần yêu nước, bà đóng góp cho Việt Minh hàng trăm lượng vàng, bà đóng góp những người con của Việt để trở thành những người mà kháng chiến quân, những người mà đi bộ đội. Bà đấy là bà người yêu nước nhất, mà yêu nước nhất thì giặc Tàu nó phải giết thôi. Dù bà có đóng hàng trăm lượng vàng, bà cũng chết thôi. Và lúc đó người ta nghe được cái câu gọi là loan truyền rằng là Hồ Chí Minh nói rằng tại sao phải giết một người đàn bà mà người đàn bà đó lại giúp mình, có ý rằng là Hồ Chí Minh không muốn giết một người đàn bà đầu tiên như vậy trong cái cuộc cải cách ruộng đất. Ý là Hồ Chí Minh không, hoàn toàn không muốn giết, nhưng mà phải qua theo cái lệnh thôi. Rốt cuộc ông Trần Vĩnh ông nói Hồ Chí Minh và Trường Chinh hai người đi tham dự cái cuộc đấu tố đầu tiên để mà giết bà Nguyễn Thị Năm. Quý anh chị em thấy không, lịch sử nó là sự thật, nó được bung ra hết, không có lý do gì mà ông Trần Vĩnh mà bí thư ký của Hồ Chí Minh lại nói láo như vậy. Là Hồ Chí Minh phải bịt cái râu lại, đeo mắt kính. Trường Chinh với Hồ Chí Minh là phải đeo mắt kính, bịt râu để mà giả dạng dân thường để mà xem cái cuộc mà đấu tố bà Nguyễn Thị Năm. Kinh hoàng không? Lịch sử sự thật từ từ là mọi người đều biết hết. TV 256 cũng phải đọc tất cả những điều đó để mà có thể lên đây để mà chia sẻ với quý anh chị em. Chứ TV không có tài tình nào mà TV đặt ra. Nó quá nhiều cái sự tàn ác của Hồ Chí Minh. Chứ quý anh chị em thấy mà một con người Việt Nam mà đâu có thể mà ra một cái quyết định mà chôn sống, giết hết tất cả những đồng bào ở ngoài Huế đâu. Chôn sống đồng bào ngoài Huế mà trong đó có phụ nữ và trẻ em. Tại sao TV nói là Hồ Chí Minh làm những cái chuyện tội ác như vậy? Nó đơn giản thôi. Cái đó là lệnh của Hồ Chí Minh, đó là cái chính sách. Khi mình nói đến cái lệnh, cái chính sách của Trung ương ấy, thì chúng ta phải đơn giản một điều là nó có nhiều cái sự việc xảy ra như vậy, là người ta đã đào tất cả là 22 hố hầm chôn sống như vậy. Khi mà nếu mà người ta đào chỉ có 1-2 hố hầm hoặc 3-4 hố hầm thì người ta nói không phải là cái chính sách, là tụi nó giết người rồi nó đem chôn gì thôi. Còn cái khi mà người ta đã đào được 22 cái hố hầm là mình phải hiểu đó là chính sách từ Trung ương đưa xuống, chứ không phải là giống như là cái tên mà Trung úy Cali của bên Mỹ rồi bắn chết những đồng bào ta ở Mỹ Lai. Nó không phải là chính sách của Mỹ. Mỹ cũng không có làm gì, nhưng mà cái tên Trung Quý đó nó điên khùng quá rồi, nó giết chết đồng bào tao lại là 400-500 mạng ở Mỹ Lai.
TV lên án những hành động đó, nhưng mà đó là những hành động cá nhân, nó không thuộc về chính sách. Cái chính sách nó mới là kinh hoàng, cái chính sách mình mới đáng nói. Và vì cái chính sách đó TV biết là từ trên Trung ương đưa lệnh xuống, mà Trung ương đó là Hồ Chí Minh đang nắm phát động cái tổng khởi nghĩa. Hồ Chí Minh là người tổng khởi nghĩa, phát động người là mẫu thân, người là tổng công kích. Thành ra đó là trách nhiệm của Hồ Chí Minh. Không có ai mà người Việt Nam mình mà tàn nhẫn hay là giết người Việt Nam mình mà chung sống mà 6-7 ngàn người như vậy. Không có ai mà người Việt Nam mình đó mà lại ba cái ngày thiêng liêng nhất dân của dân tộc mình là ba những ngày Tết mà đi lại làm những cuộc đổ nát tan thương như vậy. Trong khi là ít ra là cũng có cái gì mà nó là làm những bắn đó. Tôi nhớ là thời mà còn nhỏ tôi cũng hiểu được cái gì, nó không phải là nghị định mà ký cái gì những bắn đó vào ba ngày Tết. Trong khi ba ngày Tết rồi tiêu diệt hết tất cả miền Nam của mình làm một cái cuộc tang thương như vậy, giết biết bao nhiêu đồng bào của mình như vậy. Nó là tên tạo rồi. Khi mà nó là tên tạo đó, nó xin nó là cha già dân tộc thì trường hợp đó là bình thường, đâu có loạn nhân, đâu có gì đó. Nó xin là bác Hồ, vừa rồi tôi mới xem cái cuộn phim, nó nói rằng là hồi 1955, cái cuộn mà video trước quý anh chị em nếu để ý là có thể xem, nó có một cuộc diễn binh đó vĩ đại lắm. Nhưng mà đại khái tôi thấy được một cái hình ảnh Hồ Chí Minh là hình biết bao to lớn mà ở trên khán đài lớn là trên cao nhất đó. Thì nói thật tôi thấy đó là những cái hình ảnh rất là tội ác, nó giống y như là Saddam Hussein thôi. Saddam Hussein trước khi mà bị treo cổ chết đó, chúng ta thấy cái ở Baghdad đó là cái thủ đô của nước Iraq, ở Baghdad đầy hình ảnh của Saddam Hussein đó. Nó gọi là nó tôn thờ lãnh tụ như vậy, mà tôn thờ lãnh tụ là những cái thành phần tội ác hết. Thế giới này đâu có còn tôn thờ lãnh tụ nữa đâu, người ta biết đó là những cái hành động tội ác, tội ác nhưng mà dạy dân cuồng tín để tin theo một con người mà coi như là thần thánh như vậy, mà trong khi con người đó lại thực hiện cái cải cách ruộng đất, giết hàng trăm ngàn người mà nó bị nhồi sọ giết rồi tự nhiên nó tin theo, nó coi Hồ Chí Minh là một cái người mà tốt, một cái người mà cứu được cái dân tộc này, trong khi Hồ Chí Minh đã nhận chìm xuống bùn đen rồi, cái dân tộc này đau khổ như thế này, bây giờ cái dân tộc này sống không nổi nữa, sống không nổi vì nhiễm độc. Không thể tưởng tượng được những cái tội ác của giặc Tàu nó gây ra ở trên cái quê hương mình. Kinh hoàng, kinh hoàng lắm. Sự thật thì TV rất quý chị Bùi Thị Minh Hằng, không có phản đối gì chị đâu. TV chỉ nói lên những cái sự thật mà TV hiểu được về cái lá cờ đỏ sao vàng, về cái đường lối chủ trương của Cộng sản đã tàn ác đối với dân tộc mình như thế nào. Và có một cái điều TV rất là buồn, hơi buồn là khi mà chị đưa cái audio trước đó để mà chị đánh những các em sẵn sàng bận áo có cái hình ảnh của cờ vàng ba sọc đỏ, cái biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam,
có thể là nói là chỉ là mạt sát những em như vậy. Thành ra tức quá các em phải lên tiếng. Và TV thấy cũng cần phải lên tiếng về cái điều này chứ không phải là không. Chúng ta thương nhau thật. TV 256 quý mến chị Bùi Thị Minh Hằng thật. Những sự mà đấu tranh, những sự xuống đường của chị, những việc làm của chị, TV nghĩ là mọi người đều yêu mến chị. Nhưng mà có những chuyện mà hệ trọng như thế này, nó thuộc về chính nghĩa, nó thuộc về tổ quốc, nó thuộc về cái lá cờ, để mà chúng ta mới chiến thắng được là nhờ những cái lá cờ. Người ta đã phất cờ khởi nghĩa, là người ta dùng cái lá cờ hình ảnh của tượng trưng cho tổ quốc để mà mới chiến thắng được quân thù. Chỉ không có cái lá cờ, hoặc là một cái lá cờ không có chính nghĩa, một cái lá cờ tàu, chị có thể nghĩ chị đấu tranh dân chủ cho đất nước không? Chị có thể chiến thắng được dân chủ cho đất nước không? Chị chưa chiến thắng dân chủ là giặc tàu nó đã ngồi trên đầu rồi. Mình phải có cái lá cờ để mình tập trung sức mạnh. Mình không thể nào mình xem thường cái màu cờ sắc áo được hết chị à. Chị có thể xem thường cái màu cờ sắc áo. Chị nói chị không đấu tranh cho màu cờ sắc áo, TV không đồng ý. Đối với TV 256 là phải có cái màu cờ sắc áo để mà tập trung được hàng ngũ đấu tranh. Người ta hướng về cái lá cờ. Và khi mình biết rằng cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ phúc kiến, mình sẽ càng nói nhiều thêm nữa để đồng bào hiểu ra cái sự thật. Hàng triệu đồng bào hiện giờ không có hiểu sự thật đó. Và khi mà họ hiểu ra thì họ tự động họ vứt bỏ cái lá cờ đỏ sao vàng. Hãy tin TV 256 đi, một ngày nào đó hàng trăm triệu dân gọi là Liên Xô đó vứt bỏ cờ búa liền, thì đến một cái ngày nào đó cờ đỏ sao vàng sẽ bị vứt bỏ. Chị đừng có bao giờ chị mong rằng chị chiến thắng được, chị giành được dân chủ tự do mà lá cờ đó vẫn còn tồn tại, thưa chị. Lá cờ đó nó đã gây tội ác cho dân tộc mình suốt mấy chục năm nay rồi. Thành ra chị muốn đấu tranh tự do dân chủ, chị phải dứt khoát bỏ cái lá cờ đó thì chị mới tập hợp được cái sức mạnh. Cái đó là trong cái tình cảm chân thành là TV nói với chị thôi. Tại vì khi mà TV nghe rằng chị muốn tập hợp sức mạnh của 63 tỉnh thành, của tất cả những người dân oan để mà bảo vệ được dân oan, mà bảo vệ dân oan, mà chị xem cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ tổ quốc, chị nghĩ chị gây thêm cái sự chia rẽ thêm thôi. Chị không biết đâu là cái thành phần tội ác. Cái thành phần tội ác chị không phải là chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà thành phần Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó tất cả là nó nắm cái chính quyền, từ thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thẩm phán, cái gì nó cũng là Đảng đó. Bây giờ chị tôn sùng cái cờ mà cờ của Đảng, cờ cờ của tổ quốc, chị cho cờ đỏ sao vàng là cờ của tổ quốc,
Bây giờ chị ôm cái cờ đỏ tổ quốc đó đó, là chị ôm tất cả những thằng đảng trong đó đó. Thằng đảng nó gọi là nhà nước, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, nó tất cả là đảng không à. Chị chống đảng nó nổi không? Tại vì nó nằm ở trong ở chính phủ như vậy, chị chống nó đâu có được. Chị nói là chị không có thích cái lá cờ đỏ sao, cờ búa liềm là cờ của đảng, chị chống đảng. Đó là những thành phần tội ác, chị chống đảng. Còn những cái thành phần mà cờ đỏ sao vàng này, nó cũng là người của đảng thôi. Tất cả nó đang làm việc cho đảng hết á. Tuy là nó nói là cờ nước, đó là cờ nước, đó là cờ đỏ sao vàng, tất cả là toàn là đảng không à. Có cái thằng thủ tướng nào mà không đảng không? Có thằng chủ tịch nước nào mà không đảng không? Mà nó nói quyền hành hết rồi. Rồi hỏi chị bây giờ chị muốn đấu tranh dân chủ làm sao? Chị trả lời cho TV256 làm sao để mà chị đứng gấp mấy cái thằng đảng cộng sản này. Nó nằm ở trong, đầy ở trong đó hết á. Nó đến 5 triệu đảng, 4 triệu đảng viên, nó nằm cầm quyền như vậy đó. Mà nó dùng cờ đỏ sao vàng đó, nó sử dụng cờ đỏ sao vàng coi như là cờ nước đó. Bây giờ chị cũng sử dụng cờ đỏ sao vàng nữa, chị chống nó thì chống cái gì? Hay là không chống được đâu chị ơi. TV không muốn nói thêm những cái câu như có thể nói. Nhiều khi mình phải dừng lại. Tại vì tất cả mình muốn nói, chia sẻ những cái tình thương với nhau thôi. TV không có lý do gì mà ghét chị. TV cũng đã từng phỏng vấn chị ở trên Bao Talk mà. TV biết chị rất là rành mà. TV đã phỏng vấn chị rất là nhiều lần ở trên Bao Talk. Và chị em cũng vui vẻ với nhau mà. TV là một người bạn chân thành của chị mà. Sau này TV cũng liên lạc chị và TV xin rằng là TV sẽ phổ biến những bài nói chuyện của chị ở trên Internet mà. Chúng ta là những bạn chân thành với nhau mà. Nhưng mà nhiều điều đó, thành ra phải nói thì TV phải nói thôi. Phải nói để có thể cứu lấy một người bạn của mình. Và không phải cứu lấy một người bạn mà cứu lấy rất là nhiều người nữa. Chứ không phải TV lên đây nói là để mà chủ đích để mà chống đối với chị. Không có. Hoàn toàn TV không có chủ trương đó. Lần đầu tiên mà TV thấy hôm nay TV nói chuyện cũng có khá nhiều người lắng nghe. Quý anh chị em hiện tại đang nghe TV nói có ý kiến gì không ạ? Có ý kiến gì đánh cho TV hoặc đặt câu hỏi như thế nào? Nguyễn Tất Thành, người Việt Nam. Nguyễn Tất Thành. Đó, sau này là sau này có Nguyễn Tất Trung nữa. Kinh hoàng cái ông Hồ Chí Minh này. Lịch sử quá kinh hoàng. Hại dân tộc Việt Nam mình tới mức nào. Nãy giờ cũng được một tiếng đồng hồ rồi. Quý anh chị em còn thắc mắc gì nữa không? TV này nghĩ có thể là cũng tạm đủ rồi. Tạm đủ rồi những gì mà TV muốn nói và cần phải nói. Nhưng nhớ rằng là TV không có hận thù chị Bùi Thị Minh Hằng nha. Nhớ nha quý anh chị em, nhớ điểm đó. Đó là những người bạn đồng hành của mình, nhưng mà có thể họ chưa có hiểu ra thôi.
Rồi, TV cảm ơn quý chị đã lắng nghe nha. TV tạm chấm dứt chương trình ở đây nha. Thấy một tiếng là cũng vừa đủ những gì mà TV chia sẻ với quý anh chị em ha. Rồi, TV xin chấm dứt. Và kính chào quý anh chị em nha.